trên này. Đây khi là menu có nhỏ nhỏ các em thiếu này. Đó là khi mà chúng ta click trước rồi, có phải là tạo ra một cái là theo tên là từ menu này. Sau đó là có cái click ở sau. Bây giờ nếu các em muốn tạo ra một cái mới là giả sử bây giờ mình không để tên bài 1.1 theo tiếng Việt nữa, đổi thành tiếng Anh chẳng hạn. Giả sử đổi tên đi. Ví dụ ghi dụ MN này. Bài 1.1 ha. Thì lúc chúng ta click lại nó vẫn là cái cũ. Đây. Bây giờ các em muốn tỏ cái này đi thì chúng ta chỉ còn cách đó là xóa đi. Đấy, xóa này đi này. Và bây giờ các em quay về click lại nó sẽ ra cái mới cho mình. Đây. Đây nó ra cái bài 1.1 không có tiếng Việt nữa. Mà đặc biệt là những em nào mà đã click M5 để chạy đồ thì click lại cũng không được đâu, phải nhớ phải lúc mình click M5 thì phải tắt đi xong chạy lại mới được. Kể cả cái phần khác như khi mà chúng ta sửa code cũng thế. Có nhiều lúc mà mình quên đi, mình đang chạy và quay để sửa code sẽ báo lỗi mình không sửa được ấy. Thì dưới là đang lấy mình đang chạy. Đây dưới quay sửa này. Đây này, nó không thể thay được code này. Đây là trường hợp chúng ta đang chạy. Hoặc là quay về cái menu này mà chúng ta lại click vào. Cái này có sẵn rồi, là một cái mới. Đấy, đi cũng không lên được. Lúc này chúng ta phải tắt thân đi bằng cái kích dấu vuông này. Sau đó biết sao tắt tiếp được. Các em nhớ chưa? Mình chạy ấn F5 của tam giác thì nó ra cái phần có cái tam giác vuông ấy. À, cái phần ô vuông, hình vuông mình tắt đi rồi đấy. Cái phần này quay vướng gì không? Phần quay cái form này trước nhá. Thường xuyên kích chuột phải màn hình không? Đấy, và chúng ta sẽ thấy một cái hiển thị nên có các lựa chọn view này, event này, page, vân vân. Và cái này nó có tên chính là cái con chung ta sẽ học ở đây. Có tên là con context menu chip. Hoặc ở trong cái form thiết kế như thế, bình thường chúng ta kích chuột phải này, nó luôn luôn hiện lên một cái dạng có cho chúng ta lựa chọn. Cái này gọi là cái menu kích chuột phải, có tên là context menu chip. Để làm điều này chúng ta để ý vào cái phần toolbox. Đây. Lần trước là chúng ta dùng menu chuột trái là menu chip. Thế còn cái menu mà xuất hiện khi dùng chuột phải nó là context menu chip, chúng ta kéo nó ra. Các em thấy mục này chưa? Menu and toolbar. Đấy, kéo nó ra. Cái này các em nhớ một điều quan trọng là chỉ xuất hiện khi chúng ta kích chuột phải. Ở context menu chip thì tiếng Việt là menu ngữ cảnh. Context là ngữ cảnh. Các em kéo được chưa? Ờ nó này này. Ghi chuẩn lên nó có giải thích bên dưới này, different shortcut menu này, when the user right click này, the server đấy. Nó xuống dưới bên dưới này. Cái này kích chuột phải nó ra, nó không như cái menu chip đâu. Các em kéo xong chưa? Bây giờ các em cứ cái menu này chúng ta sử dụng các phần thao tác này thêm từng mục giống hệt như cái phần bên cái phần menu chip. Khác một cái là chúng ta phải gắn vào từng control nào nó hiển thị được. Đây là ví dụ nhé. Dụ chương 2 bài 2.1 này. Ở đây các em thể thêm tên bài vào. Các em có xong hết chưa? Các em kéo hết chưa? Đấy, kéo xong rồi chúng ta thêm từng mục vào như cái phần menu kia nhé. Giả sử chúng ta sẽ có là chương 2 này. Hông dưới là chương 3 này. Chương 4 này. Có thể cho nhiều cấp được vân vân. Đấy, sau rồi chương 2 người ta kích này có một cấp bên con này hạ. Đó, bài 2.1. Như cái menu ngang kia nhé. Chúng ta menu ở này này hạ. Nếu các em ghi đây là bài 2.1 này hạ. Enter dưới chọn là bài 2.2 này. Bài 2.3 này. Tương tự sang chương 3 chúng ta đã kích xong bên phải có bài 3.1 này. Bài 3.2 này. Vân vân, chương 4 thế. Đấy, các em gõ có chỗ tai của Hiên ta gõ không? Bài 4.1 này.
Cái này cũng có các thuộc tính image và shortcut giống hệt như cái bên menu chip. Chỉ khác mỗi về cái cần cách hiển thị của nó, một cái là menu chip là chuột trái, à hiển thị luôn, chúng ta nhìn thì cần chọn chuột trái. Còn cái này chỉ xuất hiện khi đang dùng chuột phải. Các em viết được mấy cái đâu? Viết một cái ví dụ thôi. Đây này, chương 2, chương 3 này. Đây, click về bên dưới này. Nếu chúng ta bị mất, các em nhìn ở bên dưới này. Nó có một con text menu chip ở bên dưới cái thanh chỗ form này. Nó không hiển thị thẳng trên form như console khác đâu, mà nó ẩn bên dưới này. Cái này chú ý một chút, có nhiều console dạng này. Đây này. Đây, click vào đây chưa? Các em thêm sau chưa? Bây giờ các em chạy thử xem có gì chưa? Chạy thử cái form và thêm đi. Kỹ chuột phải nhá, nhớ là console là chữ chuột phải xuất hiện. Bây giờ đang kích chuột phải xem nó ra các chương chưa? Chưa thấy gì đúng không? Bởi vì là chúng ta chưa gọi nó, mới kéo nó ra đâu. Như kiểu mình mua vật liệu xây dựng xi măng, các em chưa sử dụng. Các em tưởng tượng chưa? Bây giờ sử dụng, các em bảo cái này mua một cái gạch hoặc cửa sổ để cho tầng 1 hạn, chúng ta phải gắn nó vào tầng 1. Hoặc dụ các em mua một cái mái tôn, các em bảo chỉ chốt để tầng 2 hoặc tầng 3 cái mái thái, thì chúng ta phải gắn cụ thể nó vào cái nào nó mới chạy được. Trường hợp này giờ chúng ta muốn fit toàn bộ trên form này nó ra cái menu, thì các em mới chọn vào cả cái form này, sau đó thuộc tính của nó này, fit chuột phải vào form này, property này của form nhé, cái này chọn menu này, các em fit chuột phải này, chọn vào select form, có chỗ select này đấy, sau đó tìm tới thuộc tính bắt đầu một chữ C có tên là context menu chip. Các em tìm thấy chưa? Nhớ trên này là form nhé. Đây, system.window.form này. Đây, click chuột phải vào giữa mặt form này, chọn vào select form, dụ form SRM main này, SRM home vân vân, theo cái tên form em đặt đấy. Chọn select form này, tìm tới thuộc tính bắt đầu bằng chữ C có tên là context menu chip. Được chưa các em? Cái nằm lại nhé, các em nhìn này, click chuột phải thì nó có nhiều lựa chọn, chúng ta sẽ chọn vào select form này. Đây này. Sau đó là tìm tới thuộc tính bắt đầu một chữ C có tên là context menu chip, các em thấy chưa? Trong này có cái phần combo box, chúng ta chọn vào này, nó hiển thị là context menu chip 1, chúng ta chọn cái đấy. Đấy, chọn xong chúng ta chạy lại, click chuột phải. Anh chạy luôn một lượt nhé. Nó dễ dàng, các em vào mấy lần không hiểu đâu. Bây giờ các em click chuột phải cho nó ra chưa? Đây này, click chương 2, chương 3 này. Đấy, các em thấy chưa? Click vào đâu cũng được. Các em ra chưa? Đây này. Mình click vào đâu ra đấy. Đây là nó ra theo chuột phải, click chuột phải đâu này. Đây tất cả trong cái form này. Bây giờ giả sử trường hợp khác là các em không muốn click vào form, hoặc là các em muốn click vào cái ảnh nó đang menu khác, thì chúng ta làm menu khác cho quen nhé. Các em thể copy được này, copy và làm cái mới đi. Chặt đây, các em kéo một cái khác ra. Ví dụ đây các em chọn là thay ảnh chẳng hạn nhé. Menu là menu khác dành cho cái ảnh thôi này. Cái này quay đang bị đơ này. Các em kéo một cái khác ra, xong khi là chọn ảnh mới này, chọn ảnh mặc định này. Đấy, dụ này chọn ảnh mới này. Chú ý nhỏ nhỏ là với cái context menu chip này, mỗi một console đều có thuộc tính này, trừ vài console không có này, đồng nhất hết đều có một cái thuộc tính riêng như này. Để là mình click chuột phải vào cái nào thì hiển thị một cái đấy riêng. Có nghĩa là các em có thể click vào form ra một menu khác này, click vào cái ảnh ra menu khác. Đây ví dụ là hai menu nhé. Các em tạo một cái ảnh mới, giả sử chọn ảnh mới này cho mình đi. Chúng ta làm menu này dành riêng cho cái phần khung ảnh để cho người ta chọn ảnh nhé. Các em tạo xong chưa? Thì tạo ra hai cái mục đơn giản đâu. Đấy. Sau đó bây giờ chúng ta click vào cái picture box, cụ thể là cái hiển thị ảnh này. Em nào chưa có thì kéo một cái picture box ra cho nhanh. Sau đó click chuột phải và click picture box này, chọn vào property này. Lúc này chúng ta đã tìm thuộc tính bắt đầu bằng chữ C, chính là context menu chip. Các em thấy một cái có tên là context menu chip. Đấy. Lúc này nó có hai cái cho mình lựa chọn. Ở đây chúng ta sẽ dùng cái thứ mấy các em? Đúng rồi, dùng cái thứ hai này.
Ở đây là chúng ta chưa đặt tên, về lúc làm thuật em nên đặt tên cho nó. Đây chạy thử nhá. Còn fix box này. Đây nè, khi chuột phải ra bên phần ngoài ảnh hiển thị các chương này. Còn khi mà click vào trong nó hiển thị ra chọn ảnh mới, ảnh hoạch định. Cái này hai cái khác nhau. Tức là trong mỗi vùng chúng ta gắn cái nào chọn cái đấy. Trường hợp mà những cái con trôn bên trong mà chúng ta không gắn cho nó thấy cái của con trôn cha. Đây này, bên ngoài khác này, bên nào khác này. Đây. Bây giờ chúng ta đổi tên cho nó. Ví dụ cái phần menu chip chúng ta đặt tên nhanh gọn là MN nhé. Đổi tên cho nó thì nó phải rồi. Thao tác tiếp chúng ta phải tắt cái đang chạy đi. Tắt cái cho phần khi mà thể nó có hiển thị rằng cái nút tam giác màu xanh thì chúng ta mới thao tác dễ dàng được. Nếu không sẽ khóa. Đấy, đổi tên cho từng control này. Dù cái phần này các em đặt tên ngắn gọn, ví dụ menu main này, MN main này. Còn cái con tên menu chip thì các em phải đặt tên là CTMN, viết tắt này. Để nhớ CTMN này, main này. Đấy. Xong chỗ này các em đặt tên là CTMN cho pick cho box này. Pick hả? Thế này không? Đổi tên cái này thì các em không phải lo là cái chỗ control mình trước mình chặn cho chọn cho form main hoặc là pick cho box nó khác, mà nó đã tự động nó thay đổi bên kia theo. Các em đổi xong chưa? Này. Với cái phần thuộc tính của con tên chip hoặc main chip này, chúng ta có thể sửa thẳng ở trên giao diện hoặc là vẫn kích chuột phải vào tính, chúng ta sẽ có là phần text và name như các em thấy này. Đấy. Dù phần text của nó cũng có chọn ảnh mới, các em ghi là dù đổi cái tên khác là chọn ảnh này nó vẫn ra được này. Ở đây có các thuộc tính về image và shortcut key giống hệt như cái menu trước, menu chip. Đây giả sử các em muốn thêm biểu tượng nó đẹp, lại chọn vào image cho nó. Này. Rất là dễ dùng thôi. Đây này. Chọn ảnh cho nó này. Muốn cho phím tab chúng ta lại dùng shortcut key. Đây. Shortcut key này. Ví dụ cái này chọn ảnh mới là Ctrl A này ha. Các em chọn Ctrl thằng A bình thường như lần trước không? Đấy. Shortcut key và image. Dự mặc định là Ctrl D hả? Image cho nó. Các em chỉ luôn đi thôi quen. Tìm image cho nó, image giống hệt bên kia mà. Tóm lại menu của các em dùng hệt như nhau, khác một cái là cái cách xuất hiện của nó thôi. Đây. Các em sửa chưa? Tìm thuộc tính image của nó ấy. Click vào từng menu, chọn image cho nó. Nó như một cái button ấy. Nếu để viết sự kiện cho cái này chúng ta làm hệt cái button. Đây này, ví dụ kích cho nút chọn ảnh là ra cái gì, các em lại kích đút vào này. Kích ra bên ngoài ấy. Đây này, xong viết code cho nó, dụ các em phải thao tác là chọn ảnh chẳng hạn. Chọn ảnh mới. Cái này chúng ta viết thông báo tạm, còn lúc chúng ta học cái phần này, mở các hộp thoại để chọn ảnh như Windows ấy, xong nó chọn ảnh cho nó. Đây. Xong muốn quay lại các em là click bên dưới nhé. Cái menu bên dưới rồi. Ở trên bên dưới với ra này. Đấy. Sao? Cái phần này các em chạy được hết chưa? Đây này, ví dụ cái này Ctrl A nó ra này. Rồi Ctrl A này. Sao mặc định nhỉ? Chạy đi, mới chạy ra phần mới này.
Em chọn cả form à? Cả form form nữa là khi của con cũng được. Giảm một cái chọn nó cho được vào vì nếu mà con chôn cho con nó có cái con thi thì nó lấy cái của con. Còn nếu mà cái con không có lấy cái của cha.